trứng khủng long nào, bóp cho một tí nhé, bóp một tí thôi, đau tay đấy, chặt thế. À, đây cái màu hồng đâu, trứng khủng long màu hồng đâu, trong màu hồng đấy à, cái trứng khủng long màu vàng đâu, màu vàng cơ mà, cái đó màu gì, à màu cam mà, thấy màu vàng đâu, màu vàng đây à, đấy, cái hình con gì đây, à, con chuột chứ, ừ, chuột Mickey à. À đây, cái này bóc được rồi con này, đấy, bóc rồi. Lấy kéo rồi nhá, cái kéo cắt nhá, đây đấy, bắt trứng khủng long đặt vào tay. Cô giữ cho, con cầm kéo này, đấy được rồi. Đấy, cắt cắt nữa. Đấy, như vậy. Rồi, cắt đi. Con cắt đi, đứt tay nữa. Vào tay đấy con. Vào tay đấy, đứt tay đấy. Đấy, cầm hai cái, cầm hai tay như vậy. Rồi, bóp vào. Rồi. Giỏi thế nhỉ. Đấy. Rồi. À, con khủng long à. À, con khủng long này. Cái gì đấy con? À, miếng rán. Miếng rán à? Ờ, để rán. Rán siêu nhân à? Đúng rồi. À, cả kẹo nữa à? Nhiều kẹo thế nhỉ? Đây. Đó trứng màu hồng à? Rồi. Đấy, cho vào đây, nắm đứt tay. Đây, cho vào đây. Con chơi với nhau. Chơi đẹp nhỉ. Không. Bố con mua đẹp nhỉ. Bà ơi, còn 6 cái này nữa. Đây, không bà nữa nè. Đi đi vào nhé. Chúng ta phải đi sáu. 6 cái này với 6 cái thì chút mà. Đấy, bắt đi. Đây. Đồ đập trứng. Đập trứng như thế này. À, nhiều cái hình siêu nhân à. Đây, nhiều cái hình một siêu nhân. Kẹo. Đấy, lại túi kẹo nữa à? Không còn nhiều kẹo thế. Một túi đủ cho một trăm. Đúng rồi, một chú khủng long màu cam. Một chất chất khủng long màu cam nữa.
Đấy. Thế là có hai chú khủng long rồi nhá. Bé bé ăn con đây này. Nước hộp đấy à, bố lại cắt ra một tí. Rồi. Lắp đi. Rồi. Đó, đập trứng khủng long đi. Một, hai, ba. Wow. Mày có cái gì đấy con? Rồi, này có cái gì này? Một trẻ mút. Mấy cái? Một, hai. Ba quái cả mút chứ. Một trái mèo Kitty. À, mình dám mèo Kitty à? Em ăn giỏi đấy nhở? Đây mình dám mèo Kitty này. Mang một sạch lá cây à, hay nhỉ. Đấy, tổng cộng là có ba chú khủng long nhá. Đây, màu xanh, màu cam và màu vàng nhỉ. Đấy, có ba miếng dán nhá. Dán mèo Kitty này, dán siêu nhân này, dán siêu nhân nữa này, đúng không? Nhiều kẹo mút nữa nhỉ. Màu xanh đúng rồi. Lớp giấy đi nha. Ồ ồ. Ở đâu mà đây này? Ừ. Dán xi nhân vào đây nha. Đây, bố bóc ra một con dán. Đây, con dán đi. Không. Trương kho cá cháy á. Trương lại đi đâu rồi? Dưới này có lắm ở đây. Cô lấy cho. Đây, ba anh em siêu nhân. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Dán vào đây. Rồi, ơi siêu nhân à. Đây. Đấy. Nhắm con dán siêu nhân vào đây nhá. Bóc cái hình siêu nhân nữa này, con dán đi. Ô. Đây. Rồi, dán vào. Dán vào đây nữa. Rồi. Này. Đây. Còn miếng dán hình siêu nhân này. Kệ nó con đã hết rồi. Hết rồi, thôi không lấy nữa. Lấy này. Cô lấy cho. Dán vào đây. Dán vào đây. Này. Hết rồi. Trái tim à. Ố. Rồi, bóc cái này ra dán đi. Bóc từng tí một con. Đây, con lấy cạnh như này. Con cái này.
mèo Kitty à? Đây, đây này, thấy chưa? Đây này. Đây, như vậy, đúng rồi. Lấy ra. Đấy, thấy chưa? Đó. Đó là bên này nha. Siêu nhân ở đây nha. Đây. Nắng rồi à? Đây. Đây, dán vào đây. Rồi. Dán vào đây. Ơ, ăn đấy kìa. Nó có nhiều rồi con. Bớt vào đây. Đẹp chưa? Miếng dán này kém quá. Ơ, ngậm vào đấy con. Ấn nó xuống. Rồi.